Tại sao mà tạo hóa lại có thể điêu khắc ra một con người mà nó đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tài năng tất cả mọi thứ. Trời ơi, đứng in cũng như tạo dáng đẹp như nhau hết vậy đó. Trời ơi ông trời ơi. Có mấy cái đầm sao hoài không giao ta. Ê, ủa cô chủ, làm gì mà sáng giờ có cái bàn mà lâu không xong là sao vậy đơ? Đơ Alexander. À dạ anh Alexander. Ừ, nói đơ không nó đơ lắm. Tại em nghe lời cô chủ mà, mình làm gì là cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận, cho nên là em lau bàn cũng phải thật cẩn thận. Thôi bớt xạo sự đi, mơ mộng cái gì thì có, mơ gì vậy? Đúng là không gì giấu khỏi cô chủ được. Hôm nay tiện cô chủ có hỏi thì em cũng tâm sự với cô chủ là em đang có ước mơ và đang mơ mộng một thứ. Nhưng thứ này nó rất là thực tế, nó bám sát với lại những gì em đang có. Mơ gì? Dạ em mơ làm người mẫu. Người mẫu? Cô chủ thấy đi, một người như em không làm người mẫu thì làm cái gì khác được. Cái giấc mơ của em nó cũng đa dạng quá ha. Lần trước em mơ làm diễn viên, thì em làm cháy cái nồi thịt kho của chị. À, sau đó thì em mơ làm ca sĩ, thì em làm bể cái bình bông, và bây giờ em mơ làm người mẫu. À, hôm nay tính phá gì nữa đây? Cô chủ buồn cười thật đó, nãy giờ đã có cái gì đổ bể đâu, cô chủ cứ nói xấu em không à? Đây. Ừ? Mùi gì ở đâu? Mùi như mùi quần áo cháy ta. Trời ơi, em hủy đồ hả? Ôi thôi chết rồi, nãy hủy đồ quên tắt. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Gì? Cái mùi gì khét lẹt vậy? Trời ơi, chồng đang làm móng bên nhà bà Tám, nghe khét nó chạy về nè. Chồng bình tĩnh đi, có cái gì đâu bất ngờ. Đơn nhà mình hôm nay mơ làm người mẫu, cho nên là ủi cháy đồ chuyện bình thường mà. Ông Alexander nhà mình mơ làm người mẫu hả? Ừ. Trời, trời đất chán quá. Trời. Chồng à, anh nói chuyện lại với Đơ đi á. Chứ hả, em thấy tình hình này không ổn đâu. Cứ lơ đãng hoài à, không có chú tâm làm việc. Chết, sao chết được. Cái đà này mà bà không chú tâm một cái là bà đốt một cái chung cư của mình ở, cháy luôn nhà bà Tám chỗ lòng móng là chết. Mệt chồng ghê. Để chồng nói chuyện với nó. Đơ ơi Đơ. Dạ. Mày đốt nhà cái gì vậy? May quá, nó mới thủng một lỗ nhỏ tí à. Này xử lý được. Lỗ này tí xíu. Đấy đúng rồi. Ừ. Như cái cổ áo luôn. Trời đất ơi. Anh lại em không có đưa Alexander. Nó nghe nè. Thì để em tính là giờ sao mà để đền bù cho anh. Thì em lấy một cái áo mới của anh, em cắt cái vải ra giống cái vải này thì em vậy thả lại. Vậy thành ra hư hai cái áo. Thôi dẹp luôn đi. Bây giờ nói nghe nè. Dạ có chuyện gì vậy anh? Anh nghe đồn là em muốn làm người mẫu hả Đơ? À cảm ơn anh chị đã hỏi để em trả lời ạ. Thật sự thì tạo hóa đã cho em một cái dáng người nó đẹp như thế này, bởi vậy em quyết định em sẽ làm người mẫu. Đại diện những cái thương hiệu như là LV, như là Gucci và Leo treo vì. Treo vì là gì? Treo vì là gì? Treo à, Chanel má ơi. Cái hai cái ngoắc của nhau đấy. Ngoắc ngoắc nhiều của nhau. Chanel đó trời ơi. Chanel. Chanel ạ. Anh nghĩ là em nên thực tế chút xíu đi Đơ. Ừ, tỉnh táo lên nha em. Cái thời đại của mình bây giờ rất là nhiều cám dỗ, hiểu không? Và em sở hữu một cái nét đẹp, à không, không phải là nét đẹp. Em sở hữu một cái nét mà nó bị độc á, mà không phải độc đáo đâu, thì đúng. Độc, bây giờ người ta không cần độc. Không phải độc đáo, độc hại. Đúng rồi, đó. Độc hại đó. Cho nên là em bớt ảo tưởng đi, em đừng có mơ mộng nữa. Có một sự đố kỵ, ghen tị ở đây. Anh nói như vậy bởi vì anh không muốn em thành công đúng không? Anh không tin tưởng vào khả năng của em. Em nói cho anh chị biết, em đã đăng ký vào cuộc thi Nam Vương gương mặt đại diện rồi. Hả? Cuộc thi Nam Vương gương mặt đại diện. Đúng. Anh chị cứ chờ đó. Chắc chắn sẽ có một ngày người ta phát hiện, người ta tận dụng, người ta nhìn thấy cái vẻ đẹp độc của em. Và lúc đó em sẽ trở thành người nổi tiếng. Alo.
Ở chỗ này phải bất động sản không nhỉ? Mà anh cần một cái villa. Ờ vì cái gì đấy, vì villa gì đấy, biệt thự đấy, biệt thự nhà vườn. Nhưng mà vườn phải nằm trong nhà nhá. Cứ yên tâm anh cọc, mai anh chuyển cọc liền. Alo, à, có phải bên mình là hãng siêu xe không ta? đúng rồi, anh muốn mua một cái siêu xe ba cửa mà có then cài nhá, ba bánh kiểu như dạng người nổi tiếng hay đi ấy, nhưng mà anh thích nổi hơn, bởi vì là anh là còn sắp tới anh cũng nổi tiếng rồi nhá, làm gấp cho anh, lưu số anh lại nhá. ok em rồi trời ơi, bé ổn không cưng? Bé em ổn không? Chết rồi, cười luôn rồi chồng. Nhìn nó là không ổn rồi giờ. Em đã đạt giải Nam Vương và trở thành gương mặt đại diện cho thẩm mỹ viện Baby Angel. Angel là cái gì? GLE đó. Angel. Trời ơi. Angel. Ừ. Vậy thì đơ. Alexander Nam Vương Baby Angel. Ok. Alexander Baby Nam Vương Angel. Vậy thì không biết quý ông đây có làm ô sinh cho chị nữa không ha? Chị nói cái gì đấy? Tại sao mà chị có thể phọt ra câu nói như thế chứ? Em bây giờ là ai? Là Nam Vương, là gương mặt đại diện cho một thẩm mỹ viện. Biết sao mà làm em ô sinh nữa hả? Vậy là bây giờ em tính nghỉ việc luôn á hả? Hả đơ? Anh chị tiếc nuối lắm đúng không? Làm sao mà không tiếc được? Nhưng mà bây giờ em biết làm sao đây? Bây giờ người mẫu đã chọn em rồi. Dù anh chị có năn nỉ, em cũng không bao giờ ở lại làm nữa đâu. Em chắc chắn chưa? Em chắc 100% chị ạ. Nhưng mà thật sự khi em nói câu không ở lại làm nữa, em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Bởi vì là tình nghĩa anh chị cũng cho em, cũng nuôi em ở đây. Nhưng không, em phải có con đường, em phải có tương lai của em. Nhưng mà một ngày nào đó rảnh, em vẫn có thể về đây phụ chị nấu ăn lâu. Nhưng mà phải đặt lịch trước cho trợ lý của em. À, phải trên 3 tháng em mới có thể sắp xếp được. Ừ, chị hiểu. Bây giờ em chắc chắn như vậy thì anh chị cũng không có cách gì để mà níu giữ em. Nhưng mà bây giờ chị sẽ cho em xem cái này. Em cảm ơn chị. Đây em. Trời ơi, sao em mới thi mà người ta đã in hình em ra đây luôn rồi hả? Khoan, em dụi mắt em nhìn kỹ lại giùm anh. Nhìn kỹ vô. Đây nè, hình em nè. Before and after. Là cái gì? Là cái hình của em là cái phần trước á, là cái phần thấy ghê vậy đó. Cái phần thấy ghê đó. Ừ, là em là trước còn đây là sau hả? Đúng rồi. Thế là em là đại diện cho cái xấu đấy hả? Đúng rồi. Trời ơi. Thì chị cũng thông báo cái này cho em biết luôn. Cái mà thẩm mỹ viện Angel của em nói á. Biết của ai không? Angel. Biết của ai không? Của bà Sáu đầu hẻm mình nè. Là cái tiệm làm móng cấp 4 đó hả? Đúng rồi. Tiệm nail đó cưng. Trời ơi. Ừ, nhưng mà giờ tiếc ghê. Bây giờ người ta là một cái Nam Vương nổi tiếng nữa. Nghèo hèn như vợ chồng mình. Anh chị ơi, chắc là để mà tuyển một người giúp việc phải có sự tin tưởng. Những lúc mình vắng nhà người ta ở một mình, liệu cái nhà mình còn đồ hay không? Đó, cái tính chất của một cái người mà ngôi sao họ. Mà em này làm được những điều đó. Không, đâu, em đâu có được. Bây giờ em nổi em tiếng là rồi, rồi. Không, Alexander. Em là ở vậy trong villa, em phải đi siêu xe. Em xin anh chị, em chốt xài. Em thôi, anh chị có gì từ nói đi em. Em quay về cái villa. Anh chị bình tĩnh. Em làm được mà. Không có thể làm cho anh chị được. Em đã nổi tiếng quá rồi. Em phải là một ngôi sao. Em chìm lắm. Em phải là một ngôi sao trên cao. Đúng rồi. Con đường em sẽ rất là sáng lạng đúng không chồng?